Mọi người vào đây cách đây 15 phút thôi là nó cũng đang là hàng ca người luôn, ca mấy luôn. Trong qua quán mới rồi nhé bạn ơi, mình vừa hát ở đấy một buổi rồi. Chú hát đời là thế thôi đi chú, cái bạn Duy đi nhá, chú đang nói chuyện mọi người tí. Được anh TikTok này rất hay, tức là cứ vào cái rào xong lại xuống, không hiểu cái kiểu gì luôn. Sau một lúc nó lại rào cái mà xem. Cảnh TikTok nó buồn cười thật. Anh TikTok là anh ấy kiểu gì ấy. Nhờ anh em con cháu ơi, cho một lúc chia sẻ đi nào. Thanh Phong ok con nhá. Bây giờ là cứ có đờ ra ma cơ. Đấy thì gọi là đú chen cơ. Đây phải đú chen cũng hiểu đờ ra ma đờ ra mèo. Đú chen cơ. Hello anh vàng bạc đồng sâm, anh đây. Chào em nhá. À vàng bạc đồng sâm là anh Phú quê hương Nhánh Chiếu ok. Mang vàng nhiều quá ok em. À quê hương Kỳ Chiếu ok á. Đồng sâm quê hương Nhánh Chiếu lần trước là mình về rồi ấy. Quê nhà tôi ơi à. Thái Bình City à. Thái Bình City sản xuất ra là Chiếu làng nghề vàng bạc. Đúng rồi, nàng vàng bạc ấy nhỉ. Làng nghề vàng bạc đồng sâm Thái Bình. Em Hà đây. Em Hà đây à. Văn vàng bạc đồng. À ok, chào Hà nhá. Mặt này cú tình nhỉ, em ngồi tránh nhìn thấy gì. Mặt anh cận lặng thế. Cận mặt anh kém thật sự luôn. Đây em ở đây vẫn nhìn thấy Yên Bái. Con chào bố vợ ạ. À được, ok. Thôi. Nhưng mà bố khuyên con là con để cái tên nick ngắn gọn thôi, người ta dễ nhớ. Con để cái tên nick mày dài như cái tàu điện ngầm như kia thì ai mà nhớ mày cho được. Đọc tên mày béo hết cả mồm con ạ. Đặt tên cha sinh mẹ đẻ thôi. Đúng rồi đấy, riêng là chuẩn xác ra là chúng ta phải đặt tên cha sinh mẹ đẻ mọi người ạ. Tên bố mẹ đẻ như nào phải đẻ như thế. Bố mẹ gọi là cả gia đình họp hành để mà ra được một cái tên thật đẹp cho một thằng con. Thế xong bắt đầu lên đặt tên toàn là gì kia. TikTok yêu shop rồi là cái gì các kiểu con là đều không lên. Cứ tên thật chúng ta mà đẻ mình. Chào cho chú nó dễ khỏe công chú ơi, chú cảm ơn con nhá, chú khỏe nhá. Bạn là Macau, cái gì là Dương Macau. À con chuyên nhận cần Trần Thạch Cao. À chuyên nhận Trần Thạch Cao đi. Được. Ok anh, sorry nhá. Cú Thóc lấy vợ rồi à anh? Chưa, cú Thóc chưa lấy vợ đâu, chỉ lấy trên phim thôi. Còn đâu là đang tuyển nhá. Mét 8 nha. Cú Thóc là tiêu chí cú Thóc cao hết đây anh em ạ, chứ không đùa đâu. 1m8, mồm phải thối. Không lấy là mồm thơm đâu nhá. Chân phải hôi. Đấy. Lách phải khắm. Đúng đủ 1m8 mới cưới còn đâu nhá. Tầm độ 1m6 là không. Nhưng mà đảm bảo là gì là phải thối mồm với cả là hôi nách. Đấy, nó lại tại cái vì con số lại bắt đầu. Cú Thóc này có cái tiêu chí là nhà khi nào mà Cú Thóc mà gặp một cái người con gái mà đủ những yếu tố là gì? Thứ nhất là hôi nách, hôi chân, thứ ba là thối mồm. Thì là Cú Thóc phải trị được những cái việc đấy thì Cú Thóc mới cưới. Đấy. Này Nguyễn ơi, mình vừa nhắc mọi người rồi, bạn lại comment giống như một con bò luôn. Chơi mạng xã hội là phải thông thái nhá. Mình phải chắt lọc thông tin, đâu là thông tin chính thống, đâu là thông tin chuẩn. Không thì là lại bị dắt như những con bò luôn. Đấy, bạn đang bị dắt như những con bò rồi đấy. Đừng để cho mạng xã hội nó lừa mình thế. Đúng rồi. Nhá. Anh em xem mạng người ta bảo rồi. Mình đừng nhìn có một chiều, trong khi đó xã hội nó đa chiều thì mình nhìn có một chiều thôi. Nếu như anh em những cái thông tin ở trên cộng đồng mạng xã hội này anh em không chắt lọc kỹ, không xem xét đủ hướng thì sẽ bị dắt đúng như con bò luôn. Chuẩn luôn đấy mọi người ạ. Thế nên chúng ta phải biết chắt lọc thông tin đâu là chuẩn, đâu là giả nhá. Em cho anh Phú điều tra nhất TikTok. Úi giời. Đang để phấn khởi thế đấy nhờ. Thả cho em trái tim vàng. Úi giời ơi, phấn khởi thế nhờ. Cho mình với anh Khoa phấn khởi đi. Bạn comment lại đi. Phú đấy. Mọi... chào. Á dạ, Phú đấy chào anh chưa. Khét mù luôn. Tình đời khi trắng khi đen. À được. À, tình đời lít khét đấy. Dạ, tình đời khi trắng khi đen. Tình đời khi có cho không. Nick là tình đời khi trắng khi đen thì chắc là anh này anh khoảng 15 tuổi. 15 tuổi, mấy ông anh mà nghĩ về đời nhiều toàn 15 tuổi. Nghĩ về tình yêu tình báo nhiều. Nghĩ về đời rồi nghĩ về gọi là nghĩ về cái gì? Đúng như kiểu các anh 13 14 tuổi. Đấy, lại một gọi là cậu hai hormone. Cái gì? Lại một con bò nữa.
Thế cho nên là không biết dùng mạng xã hội lại biến như những con bò luôn. Anh chú cú tóc quá hay. Vâng, em thì rất thích hát, thích hát và thích diễn, thích nghệ thuật. Thế nên là trong người nó chảy một cái khiếu nghệ thuật trong người. Thế nên là chắc là nó cũng có duyên đấy mọi người. Cụ con bỏ chân xuống. Không, như thế này mình chưa phải là mất lịch sự. Bao giờ mình phải dơ vào mặt mình mới là mất lịch sự chứ. Đúng rồi. Mình đang gác trên gối mình mà bạn. Chú mua dầu gội không? Ôi, nhà chú bán dầu gội. Nhà chú gọi là sản xuất ra dầu gội, không cần phải mua nhá. Nhà chú thì không thiếu cái gì con ạ. Đầy đủ hết. Nhá, con nói về cái gì để chú coi đấy. Chào Đào Văn Mạnh nhá. Anh Khoa buồn ngủ à. Yeah. Đúng rồi, anh buồn ngủ, anh hôm qua say rượu thiếu ngủ. Xong rồi công hiến nghệ thuật cả buổi sáng, từ sáng giờ nên là cũng đang buồn ngủ. Kèm với cả dạo này yêu toàn cô giáo. Toàn thấy là các cô giáo xinh, loa to, phổi nở. Loa to, phổi nở. Tôi thấy anh Khoa là này, mọi người thấy không? Nên tại sao anh mệt? Đúng thôi. Khoa là này là đẹp trai, là nói chung là thì cũng tưng tưng, là dạo này là đi gái suốt. Nói chung là thì là vợ thì có bầu rồi, nó không đáp ứng được nữa. Bây giờ là ra ngoài kia là cứ nhảy ngược lên thôi, cứ em trẻ đẹp xinh là Khoa là không bỏ thoát đứa nào cả. Xem cô giáo nào. Ê, các bạn muốn tìm cô giáo thì phải hỏi anh Khoa chứ mình không nắm được cái vấn đề các cô giáo đâu. Nếu mà thích gặp gọi là loa to phổi nở thì cứ gặp anh Khoa nhé. Đúng rồi, Khoa trời mèo nhá. Chuyên gọi là ngày xưa trước khi là có cái tên là Khoa Hồ Văn Khoa thì nó là Khoa Sở Mèo. Nó bắt đổi tên. Nó bắt đổi tên thật đấy chứ. Em ngày xưa bị nó xóa mất một cái TikTok Tuấn Anh phẩy S. Chỉ vì mỗi cái Tuấn Anh phẩy S mà mất luôn nick đấy. Thế à? Chứ còn cái nick bây giờ nick hot, cái đang hot. Nó làm căng à? Từ 2016 luôn. Làm căng à? Vâng. Nó xóa luôn những cái đấy, ngày đấy nó quét hết. À, chú Phú xuống nhà cháu nhậu lần ở Đắk Lắk à? Chú nhớ không ạ? À? Ok con. À, được rồi, ok. Chú cảm ơn nhá. Xin chào An Nông TV. À gì? An Nông. Thóc đang ở Tokyo, thủ đô Hà Nội anh em ạ. À. Mình đang ở Hà Nội. Đấy. Thiếu một con rể à? Ôi trời ơi, đây, đang thiếu con rể đây. Đang tìm con rể đây. Tuyển các loại con rể. Đấy. Nhưng... cái gì đây? Cái gì đây? Nhắn tin gì đây? Anh Thóc đang đâu đấy, đang ở Hà Nội đấy. Anh Lông, A Lông TV khét đấy. Dạ, ok chú. Vợ Thóc đâu? Vợ Thóc chỉ trên TV thôi. Vợ trên Chuyện Tình Cồng Kềnh chứ chưa có vợ đâu. Còn... cháu sẽ làm con thể chú đi, cố gắng phấn đấu lên. Chú động viên con đấy. Chú Phú chào cháu với, ok con. Chia sẻ chú chưa? Mày chia sẻ chú chưa? Cho một nút chia sẻ và quánh lên tùm màn hình. Cháu... cái gì con báo nhà thì con báo nhà chú. Thôi xin người đấy. Thôi người ạ, à, người đừng có... chết chết, mày báo nhà thì không được rồi. Báo nhà là hỏng rồi con ạ. Như thế là mày đang hỏng rồi đấy. Bao nhiêu tuổi rồi mà báo nhà. Sinh ra làm người thì nghịch ngợm thì có thì đấy chứ, có lúc đấy chứ. Bây giờ mày cứ báo nhà liên tục thế thì chết à? Con nghe ra Lâm Hà Nội à? Ok. Ok bạn Nam Bảo nhá, Nam Bảo đấy. Xin chào anh Phú, em cũng quê 21 ạ. À. Anh Phú quê chỗ nào? Yên Bái anh ở xóm Bụi Yên Bái nhá, bạn anh Hoàng nhá. Xóm Bụi Yên Bái. Con yêu bố, ok bạn Nam Bảo nhá. Sư tử nhà anh Phú đâu rồi? Ôi sư tử đang trên tầng 3. Đang ở trên tầng 3. Ở dưới vẫn nhiệt thì tiếng chị Kiều mãi chứ. Anh mua nhà mới à? Làm đi có tiền mua nhà mới. Sang gọi là chém gió bốc phét thôi. Sang xem có thằng nào nó thuê lăn thương kẻ biển thì mình lăn thôi. Bố ơi, lần sau con sẽ không báo nhà đấy. Đừng là báo nhà con ạ. Con nói tôi đấy, bố buồn thay cho bố mẹ con. Thật sự luôn. Nhá. Con tao báo nhà cho đi tù luôn. Lớn bằng tầng đấy rồi, bố mẹ luôn bằng gậy xào rồi, phải giúp đỡ được gia đình như này, cứ đi báo nhà báo nhủ phải chết. Chú mua nhà mới bên núi chưa ạ? Con qua thăm chú luôn. Chú không có tiền mua nhà con.
Bạn cháu chơi tài xỉu mong lời khuyên đâu chơi chết rồi. Tất cả những thằng đánh cờ bạc, con thấy có thằng nào giàu về cờ bạc không? Tài xỉu toàn bịp thôi. Mà toàn là bịp thôi mọi người ạ. Nói chung là cái vấn đề tài xỉu bây giờ ấy, thì nó đang gọi là xâm nhập vào cái giới trẻ bây giờ rất là nhiều luôn. Mà toàn là bịp hết nhá. Bây giờ cứ mỗi bạn là học cấp 2 cũng có điện thoại rồi. Học cấp 2 là cũng có điện thoại, mỗi bạn có điện thoại là có thể chơi ở bất cứ đâu. Thế nên là chúng ta phải cẩn thận nhá, không là hỏng luôn đấy. Mà cái đấy chỉ có bịp thôi, không có ai chơi cờ bạc mà thắng được cả đâu, bằng bất cứ hình thức nào. Tất cả các hình thức cờ bạc mình chơi là mình sẽ thua, là người thua cuộc. Đúng rồi. Đấy, bao nhiêu thằng đây trốn nợ bán nhà cũng chỉ vì cờ bạc đấy. Có ai giàu về cờ bạc đâu, thí dụ như ta làm giàu về cờ bạc cơ thì chú không dám nói gì. Nhưng mà thực tế ra thì tất cả những hình thức cờ bạc là lừa đảo bịp bợm hết. Lừa sâu luôn. Lên là gì? Tất cả các anh em nhà mình, con cháu đừng có chơi cờ bạc ở trên mạng nhé. Làm ăn chân chính thôi. Ok, chú bằng tuổi này, chú 45 tuổi rồi, chú trải qua bao